Gần 60 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Côn Đảo đã tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2024. Trong thời gian 4 ngày, các học viên được học tập quán triệt 9 chuyên đề gồm quan điểm của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự, dân tộc, tôn giáo, gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, phòng chống diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.